Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong bản tin ngày mùng 4 tháng 8, cũng là ngày đầu tiên của tháng 7 âm cô hồn hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật tình hình chiến sự Nga Ukraina và theo dõi cô hồn các đảng ở một phương Tây tập thể đang làm cái gì. Về tình hình trên chiến trường thực địa, nói chung không có nhiều biến động lắm ngoài khu vực xung quanh Nga đi Ipka. Trong bản tin ngày hôm qua, tôi đã nói cho các bạn về ba khu định cư rất có thể sẽ được người Nga giải phóng nhanh chóng, đó là Ivanovka, Sehivka và Zeleny. Vậy thì ngày hôm nay, biến động mới nhất lại là ở khu định cư phía dưới Novo selipka Sau khi giải phóng khu định cư này, 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Nga đang tiến thẳng một cách nhanh chóng, dọc theo con sông Volcha. Tôi thật chưa rõ là họ có ý định vượt sông để tấn công vào những khu định cư mới như là Komisivka hay không. Nhưng theo tôi dựa trên bản đồ thực tế, người Nga rất có thể sẽ tiến hành giải phóng xung quanh sông Volcha trước. Họ sẽ bao phủ từ Novoselivka tới khu định cư Jasnoporivka khi khu vực lãnh thổ này nằm hoàn toàn trong sự kiểm soát của họ có lẽ tới lúc đó họ mới nghĩ đến câu chuyện vượt sông để tiếp tục giải phóng các khu định cư như là komisipka trong khi đó ở khu vực Torets, tình hình đang rất nghiêm trọng cho lực lượng phòng thủ ukraina báo cáo của họ chỉ ra rằng quân đội nga chỉ còn cách hàng chục mét trước lối vào thành phố phía nga cũng khẳng định họ sắp bước vào Torets. báo cáo của họ nói rằng cụm quân trung tâm đang phát huy thành công của mình xuyên thủng hàng phòng ngự của ukraina và hoàn thành việc dọn sạch các vùng ngoại ô Torets. Đầu tiên là khu định cư Jaline, nó đã được phía Nga giải phóng. Nga cũng đã kiểm soát được khu định cư Dojuba và Biniche. Như tôi đã nói rất nhiều lần trong các video trước, việc Nga tiến hành giải phóng các khu định cư xung quanh Adipka, New York và Torres là một chiến dịch nhằm ngăn chặn tuyến đường tiếp tế nối từ Bokorod tới Konstantinovka cho Cha A. Chỉ khi làm được điều này, Nga mới hoàn toàn tự tin công phá thành phố Cha A, một cuộc chiến trong đô thị. Và quả thật là chiến dịch của họ đã có những bước đầu thành công khi mà khu định cư trà soạn ả à, sau khi Nga chiếm được tiểu quận Cà Nàn thì giờ đây họ lại có thêm những bước tiến vô cùng mới. Bản đồ cập nhật của Ukraine 24 giờ qua cho thấy Nga đang bắt đầu từ tiểu quận Cà Nàn tiến thẳng vào khu định cư Novi và Zonivi. Họ đã tiến vào được trong thành phố và hai khu vực này chính là chốt chặn cuối cùng để tiến vào trung tâm của Ả. Điều này cũng được khẳng định bởi phóng viên chiến trường Julian Roker của Ukraine đang làm việc cho tờ bin của Đức. Anh ấy nói rằng những kẻ xâm lược Nga đã tiến vào phía tây của thành phố chasot -a. Điều này được xác nhận từ máy bay không người lái do lữ đoàn 23 của lực lượng vũ trang Ukraine công bố. Như vậy chúng ta có thể khẳng định rằng chiến dịch đánh từ Adipka thẳng vào Bokorod cũng như từ New York và Torres tiến về Konstantinopka đã khiến cho tuyến đường tiếp viện ở khu vực chasot gặp bất lợi và từ đó người Nga đã có những bước tiến mới vào khu định cử. Tình hình trên chiến trường không chỉ nguy cấp cho chế độ kỳ ép mà tình hình thực tế trên đường phố của Ukraine cũng là một mớ hỗn độn. Nhiều video cho thấy các thành phố của Ukraine người dân đang nổi dậy để chống lại những kẻ huy động cưỡng bức được cử tới từ quân đội. Người biểu tình Ukraine đã bao vây trung tâm tuyển dụng và yêu cầu thả ngay những thân ngân của họ bị huy động. Cảnh quay là gia đình, bạn bè của những người đàn ông bị lực lượng huy động bắt cóc trên đường phố và bị ép đưa ra chiến trường và cỗ máy xay thịt chống Nga. Đây không phải là khu vực miền đông, ở những khu vực thân Nga hơn mà đây là ở khu vực phía Tây, nơi trung tâm của chủ nghĩa phát xít Kiev. Ngay cả người dân ở khu vực này luôn ủng hộ chế độ của Zelensky giờ đây cũng đã biểu tình bao vây trung tâm tuyển dụng đã cho thấy chế độ Kiev không còn có bất kỳ một cơ hội nào để phản kháng trước sự tấn công của Nga. Trên tờ Die Welt của Đức cũng chỉ ra rằng phương Tây đang ép Zelensky phải ngồi vào vòng đàm phán với Nga lý giải cho điều này ấn phẩm nói rằng ukraina đang thiếu binh sĩ vũ khí và đạn dược tình hình trên chiến trường lại đặc biệt bết bạt quân đội nga đang tấn công từ bảy hướng và có thể chọc thủng hàng phòng ngự của ukraina bất cứ lúc nào zelensky giờ đây không còn lựa chọn nào khác phương tây vẫn chưa sẵn sàng cung cấp thêm nhiều vũ khí hoặc có thể là trong tương lai chuyến thăm của ngoại trưởng kuleba tới trung quốc như một minh chứng cho thấy zelensky đang bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán với nga và đang dần hé lộ với những người dân tiến trình này với tôi, trong trường hợp cuộc chiến ở Trung Đông nổ ra giữa Israel và Iran, thì cuộc chiến Ukraine sẽ chỉ còn dị vãng. Mỹ và một phương Tây tập thể chắc chắn sẽ hỗ trợ toàn lực cho Israel, chứ không phải chế độ Zelensky. Vậy câu hỏi nên đặt ra vào lúc này là công dân Zelensky đang làm gì? Và ngoài việc đăng tin tố cáo Nga và yêu cầu phương Tây viện trợ ra thì cũng chẳng có gì mới. Zelensky gần đây đã tố cáo Nga tham dự vào cuộc bầu cử ở Venezuela, Ông ấy nói rằng đang có những báo cáo đáng lo ngại về lính đánh thuê Wagner của Nga được phát hiện ở Venezuela cùng với lực lượng chính phủ. Bất cứ nơi nào những tên côn đồ này đến, chúng đều mang đến cái chết và sự bất ổn. Đây là một ví dụ rõ ràng về sự can thiệp vô liêm sỉ của Nga và công việc của các quốc gia khác, cũng như chiến lược thường thấy của họ là gieo rắc hỗn loạn trên khắp thế giới. Chúng tôi thấy rằng người dân Venezuela đang trải qua một thời kỳ rất khó khăn và cách duy nhất để thoát ra là thông qua các thủ tục hòa bình và dân chủ chứ không phải thông qua việc cử những kẻ giết người để làm trầm trọng thêm tình hình. Chúng tôi lên án việc sử dụng vũ lực để chống lại những người biểu tình ôn hòa và kêu gọi mọi người tôn trọng sự lựa chọn của người dân. Các nhà lãnh đạo thực sự không trốn tránh người dân của mình sau lưng những kẻ đánh thuê. Được rồi, Zelensky luôn miệng hô hào về một tiến trình dân chủ, thế nhưng mà ở chính Ukraine, ông ấy đã cấm bầu cử và bây giờ sau khi đã hết hạn tổng thống ông ấy vẫn ngồi chiếm trệ trên vị trí cao nhất của ukraine à. thế là thế nào đây còn về vấn đề zelensky tố cáo có lực lượng wagner của nga đang hỗ trợ cho chính phủ của tổng thống maduro ở venezuela là dựa trên một số video công bố gần đây trên mạng cho thấy một người lính mang theo phù hiệu của lực lượng wagner đang họp cùng với lực lượng thực thi pháp luật của tổng thống maduro ở venezuela một số báo cáo chưa xác định chỉ ra rằng lực lượng Wagner đã có mặt ở Venezuela trong nhiều năm và hỗ trợ cũng như bảo vệ Tổng thống Maduro trước những cuộc đảo chính. Đây cũng là lý do tại sao năm 2018, mặc dù Hoa Kỳ và phương Tây không công nhận kết quả của Tổng thống Maduro nhưng họ vẫn không thể làm gì được hết. Tình hình của Venezuela sau cuộc bầu cử năm 2024 đã dần trở nên ổn định. Chính phủ của Tổng thống Maduro đã thiết lập được quyền kiểm soát, không có một mai đần nào như ở Ukraine xảy ra. Tổng thống Maduro thậm chí còn tuyên bố trước truyền thông rằng Venezuela đang muốn trao quyền năng lượng cho các quốc gia bị Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là Tổng thống Maduro đang đe dọa Hoa Kỳ và phương Tây. Nếu cứ ép ông ấy thì Venezuela có thể chuyển nhượng quyền phát triển mỏ dầu và mỏ khí đốt rộng lớn hiện đang được các công ty năng lượng của Mỹ khai thác cho các thực thể tới từ các quốc gia BRICS. Các quốc gia đó là ai? Như là Nga, như là Ấn Độ, như là Trung Quốc và Iran. Theo ước tính của cơ quan năng lượng quốc tế, Venezuela đang giữ khoảng 17% chữ lượng dầu thô toàn cầu và đây cũng là quốc gia có trữ lượng dầu được chứng minh là lớn nhất thế giới vì vậy chúng ta mới hiểu được lý do tại sao hoa kỳ là quốc gia sốt sáng nhất trong việc không công nhận tổng thống maduro nếu là ngày xưa thì venezuela còn không có khả năng để chống đối nhưng bây giờ một thế giới đa cực cuộc chiến tại ukraina cũng như là trung đông đã cho thế giới thấy bộ mặt thật sự của phương tây rất nhiều quốc gia đã không còn tin vào những lời hứa hão bằng miệng đặc biệt là của hoa kỳ nữa người anglo sắc sông luôn có tiền sử nói một đẳng và làm một nẻo Nói về câu chuyện của nhóm người này thì không thể không kể đến vương quốc ảnh Nơi mà những người dân của Anh đang cầm phóng lợn theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng của nó Để ban phát dân chủ cho những người dân khác và cả chính quyền của ảnh Vậy điều gì đang xảy ra ở vương quốc ảnh vậy? Trên Reuters có một bài viết về tiêu đề Bạo loạn tái diễn ở các thành phố ảnh sau vụ giết hại trẻ em Theo ấn phẩm có rất nhiều cảnh sát bị thương và tài sản bị phá hoại Đây là một cuộc bạo loạn rộng nhất của quốc gia này trong 13 năm qua sau vụ một kẻ tâm thần giống như kiểu ở Mỹ lao vào map trường học sát hại ba bé gái ở phía tây bắc nước Anh. Cuộc bạo loạn có sự tham gia của hàng nghìn người biểu tình phản đối nhập cư đã nổ ra ở nhiều thị trấn và thành phố của Anh. Sau khi các nguồn thông tin sai lệch đã nhanh chóng lan truyền trên mạng rằng nghi phạm vụ tấn công bằng rào và lớp học khiêu vũ của trẻ em là một người nhập cư Hồi giáo cực đoàn. Tuy nhiên thực tế nghi phạm 17 tuổi này sinh ra và lớn lên tại Anh không hề có liên quan gì tới Hồi giáo Nhưng các cuộc biểu tình và phản đối nhập cư chống Hồi giáo vẫn đang diễn ra dẫn đến bạo lực, đốt phá và cướp bóc Vâng, nước Anh từng là nơi mà người ta tự hào rằng khai sinh ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất Nó khiến cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn thì giờ đây chẳng khác gì một đám đầu trộm đuôi cướp Xin nhắc lại, những người biểu tình cầm dao và phóng lợn ống tiếp đều là những công dân của nước Anh, đều là những người chống Hồi giáo, thế nên họ không phải là Hồi giáo, họ mới chính là những người dân Anh bản địa. Thậm chí họ còn là những người, theo chủ nghĩa phục quốc do Thái đèo. Giờ đây đường phố không còn là nơi do chính quyền và cảnh sát kiểm soát nữa, mà là nơi đụng độ của các băng đảng Anh. Những người này, người thì cầm gậy bóng chảy, người thì cầm ống tiếp, người thì cầm dao, người thậm chí cầm cả kiếm samurai bọn họ chia thành hai phe oánh nhau và uýnh luôn cả cảnh sát một phe là những người anh bản địa theo chủ nghĩa dân tộc cực đoàn còn một phe là những người di cử trong khi những người dân anh ôn hòa khác thì đóng bỉm hết chui tọt vào nhà để trôn tránh những cuộc đụng độ ngoài đường vâng đây chính là một nền văn minh của phương tây một nền văn minh được tự hào là có lịch sử lâu đời giờ đây nó như một vòng tròn khép kín quay trở về trạng thái đầu đường xó chợ có lẽ từ khi cuộc chiến nga ukraine nổ ra cũng như những gì xảy ra với người palestine trên giải gaza chúng ta mới thấy bộ mặt của vườn địa đảng đang thực sự thối nát ra rào. Ngoài việc Vương quốc Anh đang biểu tình theo kiểu đầu đường xó chợ, thì họ cũng đang có một vụ bê bối khác liên quan tới vấn đề phát triển phần mềm cho tàu ngầm hạt nhân. Vụ bê bối đang trở nên nghiêm trọng ở Bộ Quốc phòng Anh khi mà nhiều nhà điều tra đã chỉ ra rằng các kỹ sư phát triển tàu ngầm của Anh đã mời các nhà phát triển từ Nga và Belarus để viết ra phần mềm cho họ. Điều này rõ ràng là trái với quy định của Bộ Quốc phòng bởi đây là phần mềm dành cho tàu hạt nhân nhưng lại được người Nga và Belarus viết phần mềm. Nó gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng cho chính nước ảnh. Báo cáo chỉ ra rằng tập đoàn Ronroy Submarine đã chuyển giao việc phát triển phần mềm cho công ty tư vấn Reply nhưng công ty này đã mời các chuyên gia tới từ Nga và Belarus. Kết quả của cuộc điều tra cho thấy công ty này đã che giấu những nhà phát triển tới từ Nga và Belarus với cả bộ quốc phòng ảnh. Tập đoàn Ronroy tuyên bố hệ thống vẫn ổn và đã ngừng hợp tác với công ty Reply trong khi đó Bộ Quốc phòng Anh thì đảm bảo rằng việc này không hề ảnh hưởng đến an ninh của Vương quốc. Một câu chuyện khá buồn cười phải không nào? Vương quốc Anh chống Nga nhưng lại phải nhờ người Nga và Belarus viết phần mềm để điều khiển tàu ngầm hạt nhân cho họ. Trong khi đó ở khu vực Trung Đông vào lúc này, người ta đang nín thở chờ đợi để biết rằng khi nào thì Iran sẽ tấn công trực tiếp vào Israel. Nó có thể là bây giờ, hôm nay, ngày mai, thậm chí vào một thời điểm nào không ai biết được hết. Với tôi, điều đáng sợ không phải là bị tấn công mà là không biết khoảnh khắc nào mình sẽ bị tấn công. Hiện đang có rất nhiều quốc gia thân Mỹ ở Trung Đông đang tất bật gọi điện cho Iran, điển hình là Ai Cập và Jordan. Không biết là họ đang muốn khuyên gian Iran ngừng tấn công Israel hay cố gắng tham thính về việc Iran lúc nào sẽ tấn công Israel. Có một tin tức rất thú vị là Nga đã không đứng ngoài cuộc trời. Rất nhiều chuyến hàng chở thiết bị quân sự của Nga được cho là đã đáp xuống Tehran. Nhiều nguồn tin thân Nga xác nhận rằng các máy bay IL-96 của Nga đã gửi một chuyến hàng bí mật tới Tehran chưa rõ là bên trong có gì, nhưng đây là một tin vô cùng không tốt cho Hoa Kỳ và Israel. Phía Iran được cho là cũng đang triển khai hệ thống gây nhiễu liên lạc mạnh nhất tới từ Nga, đó là hệ thống Musman BN tại các địa điểm chiến lược quan trọng trước khi họ thực hiện vụ tấn công vào Israel. Điều này cho thấy Nga không hề đứng ngoài cuộc chơi với cả phương Tây. Trong vụ về thì họ cử lực lượng hoặc nở, ở châu Phi cũng có lực lượng hoặc nở và bây giờ ở Iran, Nga trực tiếp gửi những chuyến hàng quân sự tới cho đồng minh của mình. Điều này cho thấy Điện Kremlin, đặc biệt là Tổng thống Putin, chưa bao giờ nói dối. Ông ấy đã từng nói rằng, nếu phương Tây muốn thế chiến thứ ba, thì chúng tôi cũng sẽ trang bị vũ khí cho kẻ thù của các người, giống như việc các người trang bị vũ khí cho kẻ thù của Nga. Trong khi đó, ngay tại đêm qua và dạng sáng này, lực lượng Hezbollah của Lebanon đã bắn hàng chục những quả rocket vào khu vực miền Bắc Israel như một cách đáp trả vụ pháo kích vào miền Nam của Lebanon cách đây không lâu. Với tôi đây có vẻ như là chiến thuật của người Iran cũng như là Lebanon để thám thính các khu vực phòng không của Israel Điển hình là hệ thống Iron Dome Sẽ còn rất nhiều các đợt tấn công nhỏ như vậy nữa Trước khi Iran thực hiện một vụ tấn công hàng loạt bằng những tên lửa và máy bay không người lái trực tiếp vào Israel Có thể là ngay cả thủ đô theo Avid Chúng ta hãy cùng nhau nín thở chờ xem biến động của khu vực Trung Đông trong mấy ngày nữa sẽ diễn ra như thế nào nhé Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Xin hãy bình luận ở phần bên dưới nếu xem nào có thừa tiền lẻ năm hay mười nghìn thì cũng có thể ủng hộ cho kênh theo thông tin bên dưới góc phải màn hình nó giúp cho kênh có thể tồn tại bởi vì kênh có rất ít tiền quảng cáo do bị đưa vào tầm ngắm xin cảm ơn các sếp rất nhiều và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo